sao mà sao nó tao nghe mùa trà vậy? Đau hả? Em vẫn còn đau chân hả? Một bé khách ngát khách cắt mà nâng niu, tưởng nó cắt đang cắt móng cho em bé không. Phải cắt được cái ca này mới được. Trong này không? Em phải lấy xíu thì cái góc này nó mới trắng được. Thấy không, cái góc nó đen đen này ha. Em đau lỏng này, em đau đâu? Em nhát mà. Nhẹ mà đó, nhìn thấy nó hồng hào trắng. Chứ em để cái góc đó là nó đen suốt luôn. Cắt ra trong tí xíu thôi chứ không phải lấy phé. Muốn lấy được cho trong thì em phải bấm tí xíu gì em mới lấy được. Da siêu mỏng, khách siêu nhát luôn. Sao vậy? Sao lẹ vậy?
tăng nướng ở trong hả? Nhân nhân tăng nướng hả? Sao ốc lẹ vậy? Em mở cái điện thoại nhỏ nhỏ xuống nhìn chị nhé. Mà chị nghe tưởng đâu nướng thịt rồi chứ. Chưa ra được cái bộ móng nhẹ nhàng rồi không? Tại vì em biết sao chị biết tính em không? Chị cũng kỹ như Trang vậy á. Là móng sơn móng cho chị á, là chị phải nhìn cho nó tròn, cho nó có kiểu không lem ngoài một chút xíu nào, nó phải ngay ngắn, da cũng không phải bị te tua chị mới chịu. Hỏi như coi như sợ chị lắm. Chân á thì chị không kỹ nhiều, mà cái tay á, cái tay chị hay ngắm đó. Em để chị móng trơn thì là chị không có sao đó, mình đừng có sơn, ngày sơn nó có đặt đâu, ngồi nó sôi mối nó còn cái sức có mẻ không. Nói chung là phải 100% ok thì cái móng mới để được, còn không là gỡ hết. Ngộ gì có cái tật ngộ nhanh ra đây lại chị gỡ nhanh ngộ lắm. Ở ngoài cho em kia nó gỡ, chưa gỡ, nó gỡ hơn. Nói chung là cái món này cũng không gỡ, nó còn ok. Do các bạn chắc cái móng của em nó đã mỏng sẵn nữa. Em thì là chẳng có làm sợ đau nữa. Nên là mà cái tính với mình vậy, cho nên mình biết người ta kỹ là mình hiểu liền, hiểu là người ta đang muốn những cái chỗ nào liền. Mình cũng hay bị gặp trường hợp như trên. Nhiều người bị lắm. Như ở trong đó. Nhiều người cái móng út nó còn to hơn. Sao vậy? Đúng rồi. Xem cái này nghĩ lại xem nặng mụn. Xem lấy cái tay. Nặng mụn coi thu hút lắm em. Thì khi cái mụn nó được phóng to ra, nhìn cái mụn mụn nó hả, nhìn nó hả, coi thì cũng sợ nhưng mà cũng vẫn thích coi. Khi đưa cái kính lúp vô cái mụn mụn nó tập đùng như vậy đó.